Cảnh báo nguy hiểm, dịch vụ bắt sâu mắt giúp mắt sáng hơn trên TikTok có thể dẫn đến mù lòa. Theo thông tin từ các báo, thời gian gần đây, quảng cáo dịch vụ bắt sâu mắt rầm rộ trên TikTok, Facebook cũng như tại nhiều spa với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng trên một lần. Theo những quảng cáo này, sau khi nhỏ một loại tinh dầu vào mắt, các chủ spa lấy ra những sợi đen, dài, xanh và gọi đó là sâu mắt, sáng mắt, kèm theo khẩu lệnh, bắt sâu mắt giúp chăm sóc mắt toàn diện, mắt sáng khỏe hơn. Và công nghệ tiên tiến này được các chủ spa đưa ra mức giá bình dân chỉ từ 60 đến 150 ngàn đồng cho một lần bắt sáng. Một tài khoản TikTok có tên HA đăng tải đoạn clip dài khoảng 1 phút để quảng cáo về dịch vụ nhỏ mắt bắt sâu có thành phần chính là tinh dầu tía tô có màu nâu với giá 1 triệu đồng một lọ. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Duy Đông, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành rùng mình chia sẻ với phóng viên: "Nhiều năm nay làm việc trong nghề, tôi chưa từng nghe qua và biết đến việc bắt sâu mắt như quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Tôi thấy gai mình khi xem những quảng cáo này của các spa." Thực tế, tại một bệnh viện ở Nghệ An mới đây đã tiếp nhận và điều trị nữ bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng hai mắt sưng đỏ, sưng huyết, chảy nhiều rỉ mắt. Sau khi chị này sử dụng dịch vụ bắt sâu mắt tại một cơ sở spa, bệnh nhân bị viêm kết mạc khá nặng, phải sử dụng kháng sinh để tiêu viêm. Sau gần một tuần điều trị, tình trạng viêm kết mạc mới được xử lý, bệnh nhân hết sưng đỏ, thị lực trở lại bình thường. Theo bác sĩ Lê Duy Đông, tình trạng này nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến các biến chứng, thậm chí có thể mù lòa.